Ok, xin chào tất cả các anh em, chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Thư Viện Game. Sự kiện Trung Nguyệt của phiên bản 2.1 đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều thông tin thú vị, đặc biệt là về cô nàng Sang Linh, khiến cô nàng này đã hot nên lại càng trở nên hot hơn rất nhiều, là nhân vật duy nhất ở thời điểm hiện tại sở hữu cả một vị thần. Và trong clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhiều hơn về cô nàng dễ thương xinh đẹp này, cũng như là cách lên trang bị thánh di vật và đội hình mạnh nhất cho cô nàng này ở thời điểm hiện tại các bạn nhé. Không để anh em phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay thôi nào, let's go! Sang Linh là một thiếu nữ đầu bếp đến từ Lý Duê, rất nổi tiếng, có sự nhiệt tình vô hạn về việc nấu nướng, đặc biệt là những món tê cay. Sang Linh cũng chính là chủ nhân của Gopa, phần còn lại của thân bếp, một vị thần cực kỳ nhân hậu và đầy sức mạnh khi xưa. Trong tựa game Genshin Impact, Sang Linh là một nhân vật 4 sao mang trên mình nguyên tố hỏa, sử dụng vũ khí là thương. Cô cũng là một trong những nhân vật hoàn toàn free mà người chơi ở giai đoạn đầu game có thể nhận được sau khi hoàn thành sự kiện vạn dân đồng hành. Để có những cái nhìn, nhận xét đánh giá một cách chính xác về cô nàng Sang Linh, bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết những đặc điểm của cô nàng này. Đầu tiên là về thuộc tính cơ bản. Ở cấp độ 90, Sang Linh sở hữu chỉ số cơ bản như sau: máu là 10.875, tấn công 225, phòng ngự 669. Chỉ số khi đột phá nhân vật đó chính là tăng tinh thông nguyên tố, tối đa 96 điểm. Về nguyên liệu để đột phá nâng cấp nhân vật, các bạn có thể tham khảo ngay trên màn hình nhé. Khi so sánh chỉ số của Sang Linh với những nhân vật 4 sao khác, đặc biệt là Rosalia, cũng là một nhân vật 4 sao sử dụng thương, chúng ta có thể thấy được rằng chỉ số của Sang Linh chỉ ở mức độ trung bình, thậm chí là còn hơi thấp. Vậy sức mạnh của Sang Linh đến từ đâu? Bây giờ chúng ta sẽ đến với bộ kỹ năng của cô nàng. Về đòn đánh thường của Sang Linh thì không có gì đặc biệt cả. Tấn công thường cơ bản, Sang Linh sẽ tấn công 5 lần liên tiếp trước khi reset combo. Đòn trong kích tiêu hao thể lực nhất định xông về phía trước, gây sát thương cho kẻ địch trên đường đi. Về lượng sát thương từ những đòn đánh này cũng là khá thấp, nên chúng ta không nên hy vọng nhiều về lượng sát thương từ những đòn đánh tay, đòn trọng kích của Sang Linh. Với kỹ năng nguyên tố, Sang Linh triệu hồi Gopa. Gopa liên tục thổi lửa gây sát thương phạm vi nguyên tố hỏa. Cứ mỗi 1,5 giây Gopa sẽ thổi lửa một lần, tối đa là 4 lần. Thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 12 giây, lượng sát thương gây ra cũng là khá lớn. Và cuối cùng là kỹ năng nổ, kỹ năng hỗ trợ gây sát thương chủ đạo của Sang Linh. Sang Linh triệu hồi bánh xe lửa liên tục quay xung quanh bản thân gây sát thương phạm vi nguyên tố hỏa. Khi đổi nhân vật thì bánh xe lửa cũng sẽ không biến mất. Thời gian kéo dài 10 giây, thời gian hồi chiêu 20 giây, tiêu tốn 80 điểm năng lượng nguyên tố, lượng sát thương gây ra là rất lớn. Về nguyên liệu để nâng cấp kỹ năng cho Sang Linh, các bạn có thể tham khảo trên màn hình nhé. Ưu tiên hàng đầu sẽ là kỹ năng nộ, sau đó đến kỹ năng nguyên tố, cuối cùng mới đến những đòn đánh thường. Về kỹ năng nội tại của Sang Linh, cả hai kỹ năng nội tại này đều hỗ trợ cho kỹ năng nguyên tố. Kỹ năng nội tại đầu tiên sẽ tăng cự ly của Gopa phù lửa thêm 20%. Nội tại thứ hai là khi hiệu quả Gopa xuất kích kết thúc, nơi Gopa biến mất sẽ để lại một trái ớt. Thu thập trái ớt này sẽ tăng 10% tấn công, kéo dài 10 giây. Về cây cung mệnh của Sang Linh thì tầng cung mệnh 1, khi Gopa tấn công kẻ địch sẽ khiến kháng nguyên tố hỏa của kẻ địch giảm 15%, kéo dài 6 giây. Nó sẽ khuếch đại lượng sát thương mà Sang Linh cũng như là những người đồng đội mang nguyên tố hỏa có thể gây ra cho kẻ địch. Ở tầng cung mệnh 2, đòn đánh cuối cùng trong chuỗi combo đánh thường sẽ khiến cho kẻ địch nổ tung trong vòng 2 giây. Khi kết thúc sẽ gây ra vụ nổ, tạo thành 75% sát thương phạm vi nguyên tố hỏa. Với mình thì đây không phải là một tầng cung mệnh quá quan trọng, đặc biệt với một cô nàng Sang Linh support. Tầng cung mệnh 3 và 5 cũng tương tự như những nhân vật khác, tăng 3 cấp lần lượt cho kỹ năng nộ và kỹ năng nguyên tố. Với tầng cung mệnh 4, thời gian kéo dài của bánh xe lửa sẽ tăng thêm 40%, tức là 10 giây sẽ lên 14 giây. Đây là một tầng cung mệnh cực kỳ quan trọng của Sang Linh. Và cuối cùng với tầng cung mệnh 6, trong thời gian tồn tại của bánh xe lửa, tất cả các thành viên trong đội sẽ được tăng 15% buff sát thương nguyên tố hỏa. Tiếp tục là một tầng cung mệnh giúp khuếch đại lượng sát thương của cô nàng Sang Linh cũng như là những nhân vật mang nguyên tố hỏa trong đội hình. Từ tất cả những thông tin ở trên, chúng ta có thể thấy được rằng Sang Linh là một support cực kỳ mạnh, là nhân vật duy nhất ở thời điểm hiện tại có khả năng hỗ trợ cấp hỏa một cách liên tục. Ngoài ra, cô nàng còn có thể gia tăng tấn công, sát thương nguyên tố hỏa và trừ kháng hỏa của mục tiêu, rất là hữu ích, rất là khó chịu. Nói chung, Sang Linh là một support mạnh, khả năng đi pet thì không được tốt cho lắm. Tuy vậy, nếu các bạn quá yêu mến cô nàng này, muốn một lối chơi tà đạo cho Sang Linh thì hãy cứ để lại ý kiến dưới phần comment. Mình sẽ làm một clip dành riêng cho các bạn muốn chơi cô nàng Sang Linh ở vị trí đam đi pet chủ lực. Sau phần thông tin cơ bản về cô nàng Sang Linh, bây giờ chúng ta sẽ đến với hướng build cho cô nàng này. Đầu tiên tất nhiên rồi, đó chính là những món vũ khí. Món vũ khí tốt nhất cho Sang Linh là đoạn thảo trường đao. Vì là một món vũ khí 5 sao nên có tấn công căn bản khá là cao. Dòng phụ của nó gia tăng rất nhiều chỉ số hiệu quả nạp nguyên tố,
lên tới là 55,1% ở cấp độ 90. Nội tại của món vũ khí này là dựa vào chỉ số hiệu quả nạp nguyên tố để gia tăng chỉ số tấn công. Rất là nhiều luôn nếu bạn build được nhiều chỉ số hiệu quả nạp nguyên tố. Ngoài ra sau khi sử dụng kỹ năng nộ sẽ tăng thêm hiệu quả nạp nguyên tố cho nhân vật. Đây đều là những thứ mà sáng linh rất là cần để có thể tối ưu hóa lượng sát thương cũng như là liên tục sử dụng kỹ năng nộ của mình. Món vũ khí thứ hai cũng rất phù hợp với cô nàng sang linh, đó chính là lao xuyên cá. Đây là món vũ khí 4 sao có thể coi là phiên bản mini của đoạn thảo trường đao. Với tấn công căn bản ở mức độ trung bình, dòng phụ gia tăng rất nhiều chỉ số hiệu quả nạp nguyên tố, 45,9% ở cấp độ 90. Nội tại của món vũ khí này đó là gia tăng sát thương tỷ lệ chí mạng cho kỹ năng nộ, kỹ năng gây sát thương chủ đạo của sang linh. Một món vũ khí 4 sao nữa cũng rất phù hợp với sang linh, đó chính là thương rồng. Mặc dù có tấn công căn bản khá là thấp, nhưng bù lại dòng phụ lại gia tăng rất nhiều chỉ số tinh thông nguyên tố, lên tới là 221 điểm ở cấp độ 90. Nội tại của món vũ khí này là gia tăng lượng sát thương lên những mục tiêu đang chịu ảnh hưởng bởi nguyên tố nước hay là nguyên tố hỏa. Tiếp theo là cây thương Inazuma. Đây là cây thương 4 sao về tấn công căn bản rất là cao, dòng phụ tăng chỉ số tinh thông nguyên tố, nhưng chỉ là 110 ở cấp độ 90 mà thôi. Nội tại của món vũ khí này, ngoài gia tăng một chút sát thương cho kỹ năng nguyên tố, thì sau 10 giây khi sử dụng kỹ năng nguyên tố đánh trúng mục tiêu, nhân vật sẽ mất 3 điểm năng lượng nguyên tố, bù lại sẽ được hồi lại từ 6 đến 10 điểm năng lượng nguyên tố tùy thuộc vào cấp tinh luyện của món vũ khí. Nó không mang lại nhiều sát thương như là thương rồng, nhưng sẽ giải quyết được phần nào vấn đề tiêu hao nhiều năng lượng nguyên tố của cô nàng Xiang Linh. Ngoài 4 cây thương kể trên, thì ở thời điểm hiện tại trong tựa game Genshin Impact còn một số cây thương khác, nhưng mình không nêu ra trong clip ngày hôm nay vì những nguyên nhân như sau. Đầu tiên, với cây sơn sống thiên không, thì nội tại của nó không phù hợp với Xiang Linh, một nhân vật support, không có điều kiện để đánh thương nên không thể phát huy được nội tại của vũ khí. Trước hộ ma và hóa phát diện có thể sử dụng được cho Xiang Linh, nhưng hai món vũ khí này nên trang bị cho những nhân vật khác hơn thay vì một nhân vật support. Giáo nịnh thần thì chắc chắn là không phù hợp rồi. Lưu Nguyệt Trâm và Thương Long Tích sẽ được đề cập trong clip Xiang Linh DPS, còn support thì không phù hợp. Mẫu tinh liêm, dòng phụ dòng chính rất là ok, nhưng nội tại thì không có tác dụng nhiều với một cô nàng Xiang Linh support không có điều kiện đánh thương. Thương Tây Phong không phải là một món vũ khí tệ với Xiang Linh, nhưng so sánh với 4 món vũ khí ở trên thì nó vẫn còn kém một bậc. Thương Tông Thất, Thương Hắc Nhàn, Thương Quyết Chiến vừa không quá phù hợp lại phải đầu tư rất nhiều tài nguyên bỏ qua luôn. Và cuối cùng là cây thương Thiên Nham, nó khá là ngon đấy, nhưng mà nó lại giới hạn tổ đội rất là nhiều, với một nhân vật support mà như vậy thì vứt đi, thế nên là mình không khuyên các bạn sử dụng. 6 vũ khí, chúng ta sẽ đến với những bộ thánh di vật phù hợp nhất cho cô nàng Xiang Linh support. Ở giai đoạn đầu game, bộ thánh di vật phù hợp nhất sẽ là bộ 4 kẻ lưu đày, vừa tăng hiệu quả nạp nguyên tố cho bản thân, vừa hỗ trợ nạp nguyên tố cho đồng đội. Hoặc các bạn có thể sử dụng 2 kẻ lưu đày, 2 giáo quan để có tăng hiệu quả nạp nguyên tố và tinh thông nguyên tố, giúp gia tăng lượng sát thương gây ra. Sau này khi bạn đã kiếm được những bộ thánh di vật cấp cao thì sẽ có những hướng build thánh di vật sau đây phù hợp cho cô nàng Xiang Linh. Đầu tiên đó là bộ 4 dấu ấn ngăn cách, tập trung vào hiệu quả nạp nguyên tố, giúp giải quyết vấn đề sử dụng nhiều năng lượng của Xiang Linh cũng như gia tăng rất nhiều sát thương cho kỹ năng nộ. Hướng build thứ hai truyền thống hơn một chút, đó là bộ 4 diễm liệt hoàn ứng cháy rực, tăng sát thương nguyên tố hỏa và sát thương phản ứng của nguyên tố hỏa, giúp gia tăng lượng sát thương mà Xiang Linh có thể gây ra. Về mặt chỉ số của bộ thánh di vật, mũ chúng ta sẽ lấy tỷ lệ chí mạng, cốc sẽ là sát thương nguyên tố hỏa, đồng hồ sẽ là hiệu quả nạp nguyên tố, hoặc có thể là tinh thông nguyên tố, phần trăm tấn công nếu mà dòng phụ của bộ thánh di vật đã cho bạn nhiều hiệu quả nạp nguyên tố. Về mặt chỉ số phụ của bộ thánh di vật, chúng ta sẽ ưu tiên lần lượt như sau. Đầu tiên sẽ là hiệu quả nạp nguyên tố, tiếp theo là tỷ lệ chí mạng, sát thương chí mạng, phần trăm tấn công và tinh thông nguyên tố. Với việc sở hữu kỹ năng nổ có thời gian hồi chiêu là 20 giây, tiêu tốn tới 80 điểm năng lượng nguyên tố để có thể kích hoạt, thì cô nàng Xiang Linh của chúng ta cần tối thiểu là 180% hiệu quả nạp nguyên tố nếu trong đội hình không có nhân vật hỗ trợ nạp nguyên tố nào. Còn nếu có nhân vật hỗ trợ nạp nguyên tố thì con số này có thể giảm xuống, nhưng tối thiểu cũng là 150% để có thể đảm bảo Xiang Linh có thể liên tục sử dụng kỹ năng nộ của mình. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với những người đồng đội, những đội hình thích hợp nhất kết hợp với cô nàng Xiang Linh support của chúng ta. Với những khả năng của Xiang Linh mà chúng ta đã tìm hiểu ở bên trên, thì cô nàng có thể phù hợp với rất nhiều đội hình khác nhau, đặc biệt là những đội hình với đam DPS đánh sát thương nguyên tố hỏa, hay là những đội hình đánh phản ứng nguyên tố cần cấp hỏa một cách liên tục. Ok, và đó là những thông tin mới nhất cập nhật từ kênh Thư Viện Game về cách chơi cô nàng Xiang Linh trong tựa game Genshin Impact. Còn các bạn thì sao, những khán giả của kênh Thư Viện Game? Sau khi đã xem clip ngày hôm nay, các bạn có suy nghĩ như thế nào về cô nàng này? Các bạn có đang chơi cô nàng này trong đội hình của mình hay không? Các bạn có đóng góp gì vào clip ngày hôm nay hay không? Hãy để lại ý kiến của anh em dưới phần comment để mình và mọi người cùng trao đổi nhé!
Cuối cùng, trước khi kết thúc clip ngày hôm nay, nếu các bạn thấy clip này hay hữu ích thì đừng quên nhấn like, subscribe cũng như là chia sẻ nó với bạn bè của mình. Đừng xem chùa anh em nhá. Bye bye tất cả các anh em. Hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những clip tiếp theo của kênh Thư Viện Game, đặc biệt là về tựa game Genshin Impact.